Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Hoài To Be. Các bạn ạ, chúng ta thì thường nghe về các cụ nhắc con cháu là khi trong nhà có dỗ, đó là chỉ cần chuẩn bị bát cơm quả trứng là đủ, không cần mâm cao cỗ đầy quá là linh đình. Vậy thì tại sao chỉ cần bát cơm quả trứng? Do nghèo đói quá hay là có một ý nghĩa khác? Thì hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video clip sau đây nhé. Các bạn thân mến, dỗ là một cái ngày để chúng ta tưởng niệm, nhớ tưởng và tri ân tổ tiên ông bà cha mẹ, những người đã mất nói chung. Đồng thời là dịp để con cháu hộ mặt ôn lại truyền thống gia tộc, thăm viếng, chia sẻ, động viên nhau sống tốt đẹp hơn. Sau khi mãn tang thì tất cả con cháu là cái ngày mà kỵ ngày giỗ, thì người Phật tử có thể tùy theo điều kiện và hoàn cảnh để thực tiễn mà xê xích tới luôn một cái ngày nào đó sao cho phù hợp và thuận tiện cho việc cúng giỗ. Và cái ngày giỗ lấy tâm thành là chính, chỉ cần bát cơm quả trứng cúng là đủ. Vì vậy hầu như tất cả các gia đình ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc, dù là làm giỗ to, nhiều ít, mâm cao, cỗ đầy như thế nào thì gần cuối buổi lễ cũng sẽ dâng lên ban thờ một bát cơm úp vào một cái liễn hoặc là một quả trứng. Trứng thì có thể là trứng vịt hoặc là trứng gà luộc đã bóc vỏ, thêm một ít muối ở bên cạnh. Theo tục xưa thì cái việc nhất thiết phải có một bát cơm úp sới, tức là các bạn sới hai bát cơm vào với nhau rồi là úp vào với nhau, một quả trứng gà tươi luộc chín, một đĩa muối. Và người xưa các cụ thường sắc một cái chén muối đầy có ý nghĩa như là bồ muối. Nhưng hiện nay thì nhiều gia đình giản tiện hơn, chỉ có xúc một thìa muối nhỏ thôi. Nói chung quy như vậy thì cái ý nghĩa của cái bát cơm quả trứng đấy là gì? Thì rất nhiều các quan niệm xoay quanh cái ý nghĩa của cái việc nổ cúng bát cơm quả trứng này. Bát cơm úp thì nó tượng trưng cho sự đầy đủ, cầu mong người đã khuất không thiếu thốn và đói khát. Thứ hai, đó là nhiều gia đình còn đặt trên ban thờ một cái đĩa nhỏ muối và gừng, với cái ngụ ý sâu xa là gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Thứ ba là trong mâm cúng thường có cả quả trứng. Quả là có ý nhắc là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ngụ ý truyền nối thế hệ dòng tộc từ trong trứng mà ra. Tuy nhiên, không chỉ là một ý nghĩa dân gian, ý nghĩa của việc chuẩn bị bát cơm, quả trứng và đĩa muối, mà còn được chi phối bởi thuyết âm dương, thể hiện sợi dây tình cảm giữa người đang sống với người quá cố. Bởi vì theo luật thuyết thì sự vật có âm dương hài hòa thì mới phát triển sinh sôi. Ở bát cơm úp, phần chìm dưới bát thuộc âm, phần nổi bên trên thuộc dương. Quả trứng luộc cũng vậy, lòng đỏ bên trong thuộc âm, lòng trắng bên ngoài thuộc dương. Trong quả trứng còn mang mầm sống, thể hiện ý nguyện của con cháu là bậc tiền bối qua đi sẽ luôn lầy lở sinh một thế hệ mới để kế tục. Qua video clip này thì mình cũng muốn gửi tới các bạn những cái kiêng kỵ trong cái việc cúng giỗ này. Đầu tiên là chúng ta không nên nếm thức ăn, chỉ chuẩn bị một mâm cỗ cho đám giỗ, không nên nếm những cái thức ăn đó trước rồi mới bày lên, như vậy là bất kính với người mất. Thứ hai là không đặt lên mâm cúng các món sống như là gỏi cá, các món tanh như lươn, cũng không nên cúng các loại thịt như thịt chó, thịt mèo, thịt vịt. Thứ ba là không cúng mắm tôm hoặc các món mà người mất khi còn sống không ăn được. Thứ tư là bày chén bát riêng. Thứ năm là khi cúng cần phải chuẩn bị bát đũa mới, không dùng bát mà chúng ta đang dùng. Thứ sáu là không cúng hoa quả giả, chuẩn bị hoa quả tươi, ngọt để thắp hương cho người đã khuất để bày tỏ lòng thành kính của họ. Vì thế mà đại kỵ dùng hoa quả giả thắp hương cho cái ngày giỗ. Tiếp theo là trong cái đám giỗ cho người chết trẻ, hay nói một cách khác là người chết yểu đấy, thì theo tập quán thường không được tổ chức, và sau khi hết tang chuyển di ảnh lên ban thờ coi như là kết thúc việc cúng giỗ. Tuy nhiên ngày nay thì các gia đình vẫn làm giỗ cho con cháu không may chết trẻ để bày tỏ lòng thương xót. Và cuối cùng là không làm cúng giỗ online nếu ở xa.
Càng không nên dùng văn khấn dỗ bằng tiếng Anh nếu bạn là Việt Kiều. Đó là sự bất kính rất lớn đối với người đã khuất. Làm đám dỗ cúng gia tiên là phong tục thuần của hàng năm, là thuần phong mỹ tục của người Việt hàng ngàn năm qua. Ngày nay thì tuy đã có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng dỗ, nhưng về cơ bản thì vẫn phải giữ được những cái bản sắc cần có. Việc thờ cúng cần được duy trì và nối tiếp qua nhiều thế hệ để nhằm lưu lại nét văn hóa tâm linh của dân tộc. Và mình hy vọng rằng với những gì mà mình chia sẻ trong video clip sau đây thì các bạn đã hiểu phần nào về lý do tại sao mà trong khi cúng lại có bát cơm quả trứng các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy video thực sự thú vị thì hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.